Wow, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vuzi Auto. Ở đâu xe rẻ xe tốt ở đó có Vuzi Auto. Và hôm nay thì em quay lại chiếc Ford Escape 2010 để cho quý vị các bạn cùng xem chi tiết hơn. Vâng, một chiếc xe sản xuất năm 2010 thương hiệu Mỹ Ford Escape, rất là đẹp luôn, màu sơn sim màu bạc, rất là sáng, sạch sẽ, lốp láp thì dày dặn, form dáng đẹp. Máy móc thì chạy cực kỳ là êm chất, sử dụng máy 2.3 số tự động. Vâng, thưa quý vị các bạn, những ai yêu thích cái dòng gồ ghề, dòng SUV thì đây là một lựa chọn cho quý vị các bạn. Với cái giá chỉ có 305 triệu đồng là có ngay một chiếc Ford Escape này rồi. Vâng, ở đâu giá rẻ ở đó có Vuzi Auto. Những ai yêu thích cái dòng Ford Escape thì đây cũng là một lựa chọn tốt. Chiếc xe mang biển số Hải Phòng, zin chính chủ luôn, 16L6440. Ford Escape bản XLS đấy quý vị nhá. Vâng, chiếc xe được bảo dưỡng bảo trì định kỳ thường xuyên luôn, nên là rất là tốt, máy móc thì chạy cực kỳ chắc. Đã được gắn camera hành trình, camera lùi. Thế là camera hành trình thì đã tháo ra, còn bây giờ còn mỗi camera lùi thôi. Thế về form dáng của xe thì tương đối khá là ổn luôn. Đấy quý vị các bạn có thể nhìn, cam kết cho quý vị các bạn là xe không có đâm đụng tai nạn nặng, không ngập nước, máy số cực kỳ ngon, êm chất. Sử dụng 4 quả lốp Goodyear, lốp láp thì dày dặn, vành la răng 5 châu kép rất là nét. Vâng, và với cái giá thì vô cùng yêu thương, chỉ có 305 triệu đồng thôi là có ngay một chiếc Ford Escape này rồi. Con này thì nói chung là được chủ cũ giữ gìn rất là cẩn thận, đi thì cũng tương đối khá là ít, mới được có 17 vạn thôi theo order. Thế mà được chiếc xe này gầm bệ thì cực kỳ chất chắc luôn, gầm rất là đẹp luôn, sáng láng nha các bác nhá. Vâng, máy móc thì chạy cực kỳ ổn định. Và đây quý vị các bạn này nhìn này, bầu đèn này rất là đẹp và nét căng luôn, sử dụng công nghệ đèn halogen, bóng rất là sáng đấy, bóng bên tài cũng như bên phụ ạ. Đấy quý vị các bạn nhìn, bầu đèn rất là đẹp, logo Ford nổi bật, hốc gió thì nét căng, khả năng trao đổi nhiệt của dàn lạnh rất là tốt. Vâng, biển số cũng khá là đẹp, 16L6440 đấy, bất tử luôn. Đấy quý vị các bạn nhìn này, con này thì đèn gầm thì nó không sử dụng đèn gầm mà nó là đèn giả thôi. Thế nhưng mà cản dưới của xe thì rất là đều và đẹp. Đấy, sơn si đồng đều luôn. Những bác nào yêu thích cái dòng Ford Escape thì đây là một cơ hội cho các bác. Vâng, một chiếc xe tương đối khá là đẹp, máy móc chạy cực kỳ chất lượng luôn. Ghế nội thất, ghế da trần nỉ sạch sẽ. Đấy, không gian thì rộng rãi, gầm cao thoáng máy. Lốp bên này thì các bác có thể nhìn là lốp 2015, 70, vành 16, vành la răng khá là to bản, cũng đã theo thời gian, tuy nhiên vẫn còn rất là đẹp. Phanh đĩa trên hai bánh trước và thanh tăng chống đằng sau, lốp láp thì còn dùng thoải mái luôn. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn, đánh giá lốp thì lốp Thái Lan, thế nên là các bác yên tâm. Cua lốp thì sạch sẽ này, đấy, cua lốp này. Các bác nhìn cua lốp rất là sạch luôn. Đấy, cua lốp sạch sẽ. Đấy, gương kính chưa cụp xòe và gương kính điều chỉnh điện, xi nhan kết hợp trên tai gương. Nhưng mà tuy nhiên thì em không thích cái gương này lắm vì nó hơi bầu một chút. Nó không góc cạnh như cái phần gương bên trong, bầu gương hơi tròn. Đấy, tay nắm cửa thì khá là chắc chắn, cầm rất là nhẹ nhàng, cửa mở đóng. Đấy, các bác nghe tiếng đóng cửa các bác biết chất xe. Tôn vỏ thì cực kỳ mỏng luôn. Vâng, và cửa thì đóng kín khít nha các bác nhá. À, cửa kín khít luôn này. Đấy, khít khít, không có lỗi lầm. Cam kết cho các bác là không có đâm đụng tai nạn nặng. Thế còn đây, các bác có nhìn tappi của xe thì cứ tương đối khá là sạch sẽ. Tappi sạch sẽ. Hệ thống âm thanh loa của Bốc trên gắn trên chiếc Ford này thì nghe thì cực kỳ chất lượng luôn, âm thanh vũ trường. Thế còn bản lề đây, các bác nhìn này, bản lề đẹp luôn này, chưa có tháo mở. Đấy, do keo chỉ thì nét cả xe luôn nhá, keo chỉ rất là nét luôn. Đấy các bác nhìn ạ, vâng, keo chỉ đồng đều nét căng luôn. Em quay rất là chậm rồi, thế nên là bác nào yêu thích thì cứ alo ngay cho em Vũ Duy Auto thôi. Vâng, đấy, ốc ác này. Đấy, bản lề này, điện đóm đầy đủ luôn. Con này thì em đang khóa điện rồi, bật khóa điện lên, tính em thì thế cứ ấy là khóa điện để cho nó yên tâm. Đấy, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường nha các bác nhá. Đấy, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok. Phần cốt keo keo chỉ thì đảm bảo cho các bác là không có lỗi lầm. Và bên em thì mua xe thì những cái phần đấy là đảm bảo luôn rồi, thế nên các bác yên tâm. Thế còn đây bản lề này. Đấy, bản lề ốc ác rất là đẹp rồi, chưa có tháo mở một chút nào luôn. Nội thất bên trong thì sử dụng ghế da màu kem kết hợp với pha tông màu chủ đạo là màu đen, cũng khá là nổi bật. Và không gian thì cũng khá là sáng, trần nỉ này, sạch sẽ này. Đấy, cái dòng này thì XLS nên nó không có cửa nóc nha các bác nhá. Một bản thiếu, một cầu,
không cửa nóc. Đây là những bác nào mà yêu thích cái dòng xe tiết kiệm nhiên liệu bền bỉ thì đây là một lựa chọn. Vâng, còn bác nào mua những cái dòng mà hay vượt đường xá gồ ghề thì hãng mua dòng hai cầu, không đi nó tốn xăng. Vì nói thật là hai cầu thì, nhưng mà ai mà đi hai cầu rồi sẽ hiểu, gần như là ít khi đi hai cầu mà toàn dám đi một cầu thôi. Đấy. Thế còn nội thất ghế thì các bác có thể nhìn là cái ghế thì cũng tương đối khá là đẹp, ghế da mới xịn sò luôn. Cái này thì không tránh khỏi trường hợp gọi là ghế da làm lại, nhưng mà như thế này là quá đẹp rồi. Đấy, về chất ghế da của chiếc xe thì cực kỳ đẹp. Đấy, tapi sạch sẽ luôn. Theo thời gian thì ghế không thể bảo là giữ nguyên được rồi. Thế nhưng mà đây được cái chất ghế thì rất là nét. Đấy, không gian rộng rãi, người lái như người ngồi, rất là thoáng đãng luôn. Kính điện các thứ lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường. Keo chỉ ok, keo chỉ đồng đều, không mất một phân ly nào. Đấy, xe được giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Và riêng cái dòng này đi ngoài đường thì cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, đi cũng rất là thoải mái. Và giá nóc này các bác này, giá nóc để đồ này. Đấy, xe có cả giá nóc để đồ luôn, kính zin cả xe. Đấy, thế còn lốp láp thì dày dặn, lốp gút ear. Đấy các bác nhìn nhá, vành la răng 5 chấu kép của Ford, logo rất là nổi bật. Phanh đĩa đằng sau, em xin lỗi vừa nãy thì báo là tăng chống đằng sau. Đấy, thế còn cua lốp thì sạch sẽ, còn này 4 phanh đĩa rồi. Vâng, đấy, cua lốp rất là sạch sẽ, gầm bệ thì chất chắc, tí nữa em sẽ quay đến đoạn gầm bệ cho các bác kể cùng xem. Thế còn cửa đằng sau thì các bác có nhìn, đèn này. Đấy các bác nhìn nhá, bầu đèn rất là sáng, mới kính quang luôn, đẹp luôn này. Em quay rất là chậm, đấy các bác cứ yên tâm mà xem xe cho nó chất. Đấy, về bầu đèn này, đấy. Những bác nào mà yêu thích các cái dòng cao khủng khoảng SUV giá rẻ thì đây là một lựa chọn. 2010 thế mà mua chiếc xe này, 2010, 10 năm rồi. Thế nhưng mà giờ giá chỉ có 305 triệu đồng thôi. Trong khi đó các cái dòng Fortune, mặc dù là form dáng cũng vậy thôi, thế nhưng mà Fortune bây giờ giá nó đã hơn 400, 420, 430 rồi. Thế là lựa chọn hoàn hảo là gì? Lựa chọn hoàn hảo chính là tiêu tiền làm sao cho nó phù hợp nhất với những chiếc xe tuyệt vời nhất mà giá lại mềm dẻo nhất. Vâng, một chiếc xe biển số Hải Phòng zin chính chủ luôn, đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ đều luôn. Đấy, keo chỉ khá là đều. Nói chung là lắp cốp sau rồi các bác có nhìn nhìn là lắp rất là đẹp luôn. Cốp cáp đẹp, dày dặn, chất chắc. Đấy, các bác nhìn ạ, khoảng không gian sàn để đồ thì tương đối khá là rộng rãi. Đấy, thoáng đãng, trong xe thì rất là thoáng luôn. Đấy, không gian để đồ rộng rãi này. Đấy, lột lên đó. Lốp sơ cua này các bác này, lốp béo, lốp Bridgestone, lốp béo vẫn còn ngon nguyên, dày dặn, chất chắc, đồ nghề đầy đủ, chả thiếu cái gì. Đấy, xe thì rất là chất, không có mục mọt gì nhá các bác nhá. 2010, rất là đẹp luôn. Xe rất là chắc xe. Đấy, một chiếc xe rất là chắc, giá cũng vô cùng mềm. Đấy, và mở cửa kính đây, kính 2009. Đấy, kính các thứ đầy đủ luôn, ngon ngọt. Đấy, ngon ngọt luôn. Đấy các bác nhỉ. Vâng, và chất xe thì không có gì. Cản dưới này các bác nhìn, cản này, cản đều luôn này. Đấy, cản đều. Và bô thì các bác nhìn này, nước nôi đầy đủ luôn, lênh láng luôn. Đấy, em đang tắt máy này nhá, lúc nãy đứng một tí thôi mà nó đã có nước rồi, thế chứng tỏ là trao đổi rất là tốt. Lốp láp thì dày dặn, lốp gút yêu bên này cũng thế ạ, dày dặn luôn, cua lốp sạch sẽ, cua lốp vẫn còn sạch sẽ. Đấy, cửa nẻo thì chắc chắn. Đấy, mở cửa ra, tapi sạch sẽ này. Đấy, các bác nhìn nhá, tapi rất là sạch sẽ, keo chỉ mút mọt luôn, bản lề rồi lẫy khóa trẻ em đầy đủ, chả thiếu cái gì. À đấy, nội thất này, đấy các bác nhìn này, nội thất rất là sạch sẽ luôn nhá. Về chất bản lề đây, các bác nhìn này, chất bản lề này, đấy, chưa có tháo mở được chút nào luôn, xe thì khá là ổn. Vâng, cổng điều khiển 4 cổng một chạm của xe hoạt động hoàn toàn bình thường, ấn chỉ bằng một nút ấn thôi. Đấy, thế còn khóa chốt kính điện các thứ đầy đủ luôn. Gương kính điều chỉnh điện đây các bác nhá. Đấy, gương kính điều chỉnh điện này, keo chỉ cánh cửa này, nét lừ luôn. Đấy, nói chung là muốn một chiếc xe chất thì đây là một cơ hội cho các bác. Vâng, một chiếc xe khá là chất chắc luôn, gầm bệ chất, nội thất đẹp. Tuy nhiên là vô lăng thì cũng do bác chủ bác ấy sờ nhiều chỗ này nên nó mòn đen này. Thế nhưng mà vô lăng thì tương đối khá là sạch sẽ, túi khí cho cả người lái người ngồi.
Còi thì tương đối khá là to, tay vô lăng thì đã được bọc ốp bọc rồi, thế nên là vẫn còn như mới. Thế còn đây túi khí cho người ngồi bên cạnh này, táp lô này, sạch sẽ luôn này. Đó, màn hình hiển thị thì xe đi được 17 vạn 3 nha các bác nhá, 17 vạn 3. Đấy, rất là rõ ràng luôn. Nước lôi thì đầy đủ. Đấy, phun phè phè luôn. Nước lôi, kính gạt 4 chế độ nha các bác nhá. Đấy, thế còn đây là màn hình camera kiêm kết hợp camera lùi. Đấy, màn hình giải trí kết hợp camera lùi. Cái này thì cắm cổng USB vào đây, cái nhạc nhẽo đầy đủ luôn. Thế còn camera lùi thì khi ta ấn phanh, mở đèn lùi thì đấy, nó có camera lùi đây. Rất là yên tâm và tiện lợi. Thế còn điều hòa thì điều chỉnh cơ thôi các bác nhá. Điều hòa điều chỉnh cơ không có gì cả. Đấy. Đầu đĩa DVD 6 đĩa được thay bằng cái màn hình này rồi. Thế là bác nào thích thì tháo cái này ra là màn hình 6 đĩa. Thế còn hộc đồ thì tương đối khá là rộng. Hộc đồ để đồ cơ bản thôi. Không có gì. Nói chung là về chất xe thì cũng không có gì cần phải suy nghĩ. Tay nắm cần số thì cũng vẫn còn tương đối khá là mới. Phần da sờ rất là lì ít. Các bác nhìn ra này thì các bác biết là chất sờ của cái sờ và cần số nó có nhiều hay không. Đấy, còn rất là mới luôn nhá. Thế còn tay phanh này, sạch sẽ, đẹp đẽ, da nét căng. Đấy, hộc đồ kiềm bệ tì tay thì khá là nhiều. Đấy, kiềm bệ tì tay luôn. Đấy, không gian nội thất bên trong thì rất là rộng. Và trần nỉ sạch sẽ. Đấy, các bác nhìn này, trần nỉ này, sạch luôn. Điện đóm đầy đủ, điện đài đầy đủ luôn. Con này thì đấy, điện đóm đầy đủ luôn. Hộc kính các thứ đầy đủ. Đấy. Rồi, bây giờ ta đi để nổ chiếc xe, sau đó quay phần gầm bệ. Đấy, đề phát nổ ngay các bác nhá. Và đồng hồ thì không báo lỗi, chỉ báo lỗi mỗi cửa đang mở thôi. Báo mỗi cái là cửa đang mở. Đấy, còn đâu là không một lỗi lầm gì nhá các bác nhá. Mở lắp cabo này. Về chất xe thì con này gọi là đánh giá thì em đánh giá khoảng tầm 9 điểm so với xe cùng loại. Vâng, đương nhiên là không thể so sánh 10 điểm được. Vì xe 10 điểm nó phải là xe không thèm đi. Còn đây là một chiếc xe đã đi được lăn bánh được 17 vạn rồi. Thế nhưng mà thưa quý vị các bạn là khoang máy của xe thì rất là sạch sẽ. Đầu tiên là tiếng máy của xe thì rất là tròn đều. Máy móc phải chạy cực kỳ chất luôn. Đấy. Tuy nhiên là máy nó bẩn theo thời gian. Thì cái này thì cũng vệ sinh sạch sẽ là được. Thế còn đầu tiên ta nhìn nó phần răng này. Các bác nhìn này. Các cái phần ốp sườn hai bên nhá. Gân còn nguyên này. Ốp sườn này còn nguyên. Đấy các bác nhìn nhá. Chất ốp sườn này. Đèn này. Đấy tai đèn này. Đầu răng này. Đấy các bác nhìn này. Đầu răng rất là đẹp luôn. Cam kết cho các bác là không có đâm đụng. Đấy, không đâm đụng tai nạn nặng luôn. Đấy, thế còn keo chỉ này. Đấy, xe rất là đẹp. Nét lừ. Được chủ cũ giữ gìn rất cẩn thận và biển 4 số luôn các bác nhá. 16 là 6440, một biển số zin chính chủ luôn. Và nỉ này, thảm nỉ này. Đấy, các bác nhìn thảm nỉ của xe thì rất là chất luôn. Bộ thảm nỉ. Đấy, thế còn máy móc thì chạy cực kỳ chất. Máy 2.3, mức tiêu thụ nhiên liệu của con này rơi vào tầm khoảng 9 đến 11 lít trên 100 cây. Cũng là một mức tiêu thụ cũng khá là tốt so với các cái dòng SUV gầm cao. Đấy, đầm chắc. Cái dòng này thì đi cực kỳ chắc chắn luôn. Gầm bệ chắc chất, máy số ngon, chạy êm. Đấy. Và ốc ác thì các bác có thể nhìn là ốc yếc các thứ của xe thì vẫn còn rất là đẹp. Đấy, và bây ta mở hơi xem có hơi thừa không nhá. À, các bác nhìn này. Không có chút hơi thừa nào luôn này. Không có một chút nào luôn nhá. Đấy, xe rất là nét, đều. Đấy. Máy móc thì chạy cực kỳ chất. Và đấy, quý vị các bạn, những ai yêu thích cái dòng xe này, đây là một cơ hội cho các bác. Một chiếc xe rất là đẹp. Cụm phanh ABS an toàn của chiếc xe kia. Cụm phanh theo hệ thống, còn máy số thì cực kỳ khô. Máy móc rất là khô, chạy êm, tròn tiếng. Đấy. Một chiếc xe rất là đẹp, thương hiệu đến từ Mỹ. For A-Caps. Đấy. Thế còn đây, các bác có thể nhìn này, gầm này. Máy khô sạch luôn này, không có lỗi lầm, không dầu mỡ nhá. Gầm bệ rất là khô. Đấy. Gầm bệ xe thì tương đối khá là khô sạch luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, rất là đẹp. Gầm bệ khô thoáng. Đấy, nước nôi đầy đủ luôn nhá. Nước nôi giỏ tanh tách, đấy. Nước giỏ là độ trao đổi của bộ bầu lọc rất là tốt. Đấy, hệ số an toàn môi trường rất là cao. Khí thải tiêu chuẩn, khí thải Euro luôn đấy. Vâng. Đấy, quý vị các bạn thấy nhìn phần gầm của xe rất là cao thoáng này. Rộng rãi, thoáng đãng luôn, sạch sẽ luôn này. Đấy, các bác nào mà thích những cái dòng này thì đây là một chiếc xe tốt cho các bác. Đấy, gầm bệ chắc đẹp luôn. Đấy.
Và bây giờ thì ta sẽ cùng đi chiếc xe này về cửa hàng để cùng xem về chất xe. Máy móc thì con này chạy thì ngon rồi. Em hạ kính xuống ngay. Rồi, một chiếc xe mới có lăn bánh được có 17 vạn 3 thôi. Cũng tương đối khá là ít. Đây nào, 7:21 rồi. Rồi, tay nắm cần số. Số má đầy đủ luôn. Đấy, đầu đĩa hiện đại xịn sò. Đây, từ từ nữa. Em hạ cái ghế xuống. Chết, khách. Lại khách rồi. Rồi, bây giờ ta sẽ cùng đi chiếc xe này để cùng trải nghiệm về chiếc xe. Vâng. Một chiếc Ford Escape máy 2.3. Đấy, khỏe luôn. Dậm ga cái là xe nó lăn bánh rất là, cái độ vọt của nó rất là cao. Mô men xoắn lớn. Vâng. Về độ chất của xe thì không có gì cần phải suy nghĩ. Còn về độ chắc của xe thì thôi rồi. Đấy, quý vị các bạn ơi. Máy số chạy cực mượt luôn. Không, đường buổi sáng này thì nó rất là đông dân cư. Mình đi cũng cẩn thận, yên tâm và an toàn. Đấy. Máy móc rất là chất. Đi không có lỗi lầm gì các bác nhá. Chỉ có mỗi lỗi là cửa trong lúc nãy em đóng chưa khít thôi. Còn đâu là không có lỗi lầm gì cả. Đấy. Không gian bên trong này. Rộng rãi. Thoáng đãng. Đấy, có khách ngoại đấy. Sáng sớm thì là khách ra ngoài rồi. Vâng, chờ em tí, em đang quay dở đoạn này không thể nghe kịp. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Xe rất là chất luôn. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, sạch sẽ. Mới. Xe thì đi rất là chắc. Bác nào không tin thì mời các bác đến cửa hàng của em Fuji Auto để mà chiêm ngưỡng và kiểu cảm nhận chiếc xe này. Đấy. Con này phải nói còi khá là to. Đi gọi phát cái thì thiên hạ là phải tránh xa ra luôn. Đấy, cửa hàng em đây rồi. Đấy, đi một đoạn thử cái đã biết ngay về chất của xe. Đấy, độ chất chắc của xe thì thôi rồi. Vâng, một chiếc xe rất là mượt. Và với cái giá vô cùng yêu thương. Đấy, chỉ có 305 triệu đồng thôi. Đã có ngay chiếc xe Ford Escape 2010 này rồi. Những ai yêu thích cái dòng xe này cứ alo ngay cho em Fuji Auto qua số điện thoại Fuji Auto 0869158926. Cửa hàng em tại quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Và cũng cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh giúp Fuji Auto. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau. Chúc quý vị và các bạn gặp được cho mình chiếc xe tuyệt vời, chiếc xe ưng ý. Xin chào tạm biệt. Fuji Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.